đẹp mắt với môi trường Word. Như vậy, trước tiên là các bạn sẽ chèn cái hình vào bằng cách là chèn một cái shape insert. Chúng ta sẽ chọn ở đây một cái shape chèn vào một cái hình chữ nhật hoặc là một cái hình mà có bo góc. Như vậy mình chèn cái hình chữ nhật vào đây. Đây mình làm bài đầu tiên ha. Như vậy trong cái bài đầu tiên này, các bạn chèn cái hình và các bạn để cái hình này di chuyển đâu cũng được. Thì các bạn chọn ở chế độ chèn hình này, in front text hoặc là behind. Nếu mà behind thì sao ta? Nằm ở dưới text. Mình muốn chọn nó cũng khó đó. Mình phải chọn select object thì mới được. Chứ còn chọn bình thường thì nó chỉ chọn văn bản ở trên thôi. Rồi, hình này người ta tô màu khác. Như vậy phía bên trong các bạn chọn giúp cho thầy khi mà mình mở rộng ra nè. Bên chỗ này nó có cái shape format, thấy không? Shape format thì nó sẽ có là fill và outline. Như vậy fill của mình, nếu như các bạn chọn ở đây thì nó chỉ cho các bạn tô một màu. Còn bạn muốn tô nhiều màu, bạn chọn gradient. Đó. Như vậy thì cái phần gradient của mình đối với lại cái Word của mình đôi khi nó khác. Các bạn chọn more và các bạn chọn ở đây một màu hay là gradient. Rồi các bạn có thể chọn nhiều cái template. Nhiều cái template có sẵn. Chưa? Đó, đây là những cái mẫu template có sẵn. Mình có thể tô màu. Rồi tô màu từ trong ra hoặc tô màu theo đường. Và nếu như các bạn muốn chọn cái mẫu màu mà giống như trong đề thì các bạn sẽ customize tí xíu, xanh đậm, rồi vàng, rồi xanh đậm, rồi vàng đậm. Như vậy mình sẽ customize cái màu của mình ở đây. Rồi có cả tím nữa. Như vậy cái này là Word, nó là 97 203, thì nó có sẵn cái template này. Còn Word 2010 thì nó không có, đúng không? Như vậy nếu muốn thì mình có thể là customize cái màu ở đây. Đó, màu xanh. Và mình click chuột vô, mình thêm màu vàng. Rồi lại click chuột vô, thêm màu xanh. Đó, click chuột vô, thêm màu vàng. Như vậy là mình đã thay đổi được cấu trúc màu trong cái phần gradient của mình. Ví dụ như vậy, mình có thể đẩy màu xanh này lên cao một tí. Như vậy các bạn đã thấy là mình thay đổi, mình muốn gì thì mình thay đổi nó trong cái tông màu của chúng ta. Rồi sau đó chúng ta đã có được cái viền rồi. À xin lỗi, cái màu bên ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi outline. Outline của chúng ta có rất nhiều vấn đề liên quan. Ví dụ kích thước ha, kích thước độ nặng. Ở đây người ta sẽ dùng cái từ là độ nặng. Như vậy outline của mình có kích thước bao nhiêu? Ví dụ mình cho là 6 points là nó rất là lớn. Rồi sau đó mình chọn cái kiểu của outline. Outline nét đứt, ha, nét lớn, rồi một nét lớn, hai nét nhỏ. Hay là mình chọn more để cho mình tùy chỉnh một cách là dễ dàng. Như vậy trong outline này mình có thể chọn nét đứt. Rồi, yeah. Rồi mình chọn là bo viền hay không. Rồi mình chọn nó là kiểu gì. Đó, bo viền ở ngay từng cái đường này nè các bạn. Còn nếu như mà bạn chọn nó là hình chữ nhật thì nó có góc. Đó. Rồi mình có thể chọn từng điểm, tùy mình chọn, có nhiều cách để chúng ta chọn ở trong này. Kể cả màu sắc cho đường viền này, chúng ta có thể thay đổi màu sắc cho nó. Như vậy đối với lại bài tập 1 của chúng ta đã thay đổi được cấu trúc. Và tương tự như vậy đối với bài 2 ở chỗ này.
Thì thay vì chúng ta tô màu thì đây là cái mẫu pattern có sẵn. Đó, như vậy chúng ta sẽ chọn nhỏ cái hình này lại tí. Nhỏ lại. Rồi, chúng ta tô màu ở đây, chúng ta sẽ insert một cái shape cho hình tròn. Bây giờ các bạn, khi mà các bạn nhấn hình tròn mà muốn cho nó thật tròn thì chúng ta nhấn shape, ok. Và chỗ này đối với lại tô màu thì chúng ta không tô bình thường nữa mà chúng ta chọn mẫu tô. Đây, mẫu có sẵn. Và tương tự như vậy thì chúng ta cũng có viền. Viền ở đây chúng ta chọn độ dày lớn lên tí. Chúng ta chọn màu cho viền nó khác tí để chúng ta dễ thấy. Đó, ví dụ như chọn viền màu xanh, chọn kiểu viền. À, và tương tự như vậy các bạn sẽ tô màu cho các đối tượng khác. Rồi, ví dụ như ở đây chúng ta đưa hình vào một cái đối tượng. Vậy thì chúng ta chuẩn bị trước một bức hình trước đi ha. Chúng ta đi tìm một bức hình có hoa. Rồi, ok. Chúng ta lấy cái này đi. Nó có cái sự thay đổi. Chúng ta để trên desktop ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta chèn insert một cái mặt trời ra. Mặt trời đó thì ở đâu đây? Chúng ta cũng chọn trong shape. Các bạn có thể là chọn ở đây. Đó. Cái dạng chúng ta sẽ insert ra. Chúng ta nhấn shift. Và bây giờ cái hình ảnh của cái đối tượng này phật mét tô màu. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái picture để đưa vào từ cái file mà mình tải hồi nãy. File hồi nãy chúng ta tải ở đâu đây? Nhớ desktop mà ta. Desktop. Hoa. Chưa lưu được hả? Save as. Seabed. Desktop. Hoa cẩm tú cầu. À, lúc nãy nó chưa có lưu được nè. Rồi, ok. Hoa cẩm tú cầu. Đó. Như vậy chúng ta đã đưa bức ảnh vô trong một cái mặt trời. Được chưa? Đó, như vậy thì chúng ta có thể thay đổi đường biên. Chúng ta thay đổi. Rồi, với cái này làm sao? Đó, với trái tim. Như vậy chúng ta tìm xem thử là trong cái shape của chúng ta có không? Có không nào? Đây. Như vậy khi mà chúng ta chèn ra như vậy thì cái hình ảnh của chúng ta nó không có giống. Vậy làm sao để chúng ta điều chỉnh cái hình này mà nó có cái dạng giống như ở đây? Như vậy thì chỗ này mình thấy là có biên mà không có ruột, không có cái phần bên trong. Như vậy ở chỗ này chúng ta trước tiên chúng ta format cái phần đấy đã. Đó là chúng ta cho cái đường biên cái đã. Và cho cái biên nó lớn lên tí để dễ thấy. Rồi sau này mình cho nó mỏng lại tính sau. Trước tiên là mình cho nó dày lên cái đã. Rồi cái thứ hai là cái biên này màu của chúng ta. Đó, cái màu. Chúng ta có thể chọn màu khác. Rồi nền là no fill. Trước tiên là no fill. Rồi sau đó chúng ta sẽ format để cho cái này nó dày lên 3D. Và chúng ta chọn là option. Như vậy ở bên này chúng ta sẽ có một số cái để thay đổi nó, làm cho cái đối tượng của chúng ta nó dày lên. Sau đó là bóng đổ. Đó, một số cái. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó xoay ha.
Như vậy thì chúng ta sẽ chọn dip nè, tăng độ dài lên, nhưng mà chưa thấy, mình phải xoay mình mới thấy. Đây, theo chiều x mình xoay qua một cái, theo chiều y. Rồi, bắt đầu mình tăng cái dip kia lên tiếp, tăng cái độ dày của nó lên. Được chưa? Đó, tăng độ dày lên. Và khi các bạn tăng độ dày thì các bạn lại giảm cái biên của nó xuống. Đó thì nó mảnh lại thôi. Tại vì mình để mảnh quá mình không thấy. Bạn phải tăng nó lên tí. Rồi màu. Đó. Được chưa? Như vậy thì cái hình của chúng ta mình phải xoay, mình nghiêng nó qua, mình mới thấy được cái dip, mình mới thấy được cái độ dày của chỗ này. Còn nếu như mà bạn không xoay á thì bạn không thể thấy được cái độ dày của nó. Đó, phải xoay nha. Rồi, giống như là cái hình ngôi sao này thì cũng vậy thôi. Nhưng mà mình cho cái dip này rất lớn. Rất lớn thì nó sẽ dài ra. Đó. Được chưa? Đó, ví dụ như chỗ này mình cho khoảng 50 là hợp lý. Rồi. Được chưa nào? Như vậy thì mình có tinh chỉnh, mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Rồi, chỗ này là cái gì đang dùng? Ví dụ như là do Tết kia, người ta dùng gì các bạn? Cái này là gì? Quật. Quật ẹt. Rồi, trung tâm tin học, đại học khoa học tự nhiên. Một chữ công, một chữ thẳng. Được không? Format ở đâu? Rồi chữ nằm từ trên xuống. Như vậy chỗ này, giả sử ở đây bạn sẽ insert một cái quật ẹt và mình chọn cái bình thường thôi. Chỗ này mình sẽ để là trung tâm tin học đại học khoa học tự nhiên. Rồi, và chúng ta sẽ tìm đến cái phần format. Hả? Nó này có phải 3D không? Ở đâu? À, cái này nó thuộc test effect ha, chứ nó không phải là thuộc về shape. Rồi, ok. Và chúng ta chọn đến cái cấu trúc 3 dòng. Chọn đến cấu trúc 3 dòng trong này có không? Đây. Được chưa? Và cái của chúng ta nó đang bị là ở trên. Trên dưới, cho nên là vô đây mình sẽ enter xuống một cái là phía trên không có gì. Đó. Rồi vô mình tinh chỉnh một số cái nữa ở bên trong này. Nó mới ra được cái mà như mình mong muốn. Đó, mình chỉnh tí xíu. Rồi, tại vì cái này là độ lớn nhỏ nữa, mình không có cho vuông, mình cho vuông lại thì nó đỡ hơn. Enter nó ra. Sửa bên trong. Được chưa? Rồi, các bạn chỉnh lại nha. Cái này là để bài cho các bạn chỉnh, thầy chỉnh hết rồi không có gì các bạn làm. Được không? Rồi, xong bài 15. Bài thứ 16 thì chỗ này nó tương tự. Đây cũng tương tự, chủ yếu là quật ạt thôi. Thì các bạn xem cách người ta làm. Rồi chỗ này cái quật ạt thì khi mà chúng ta chọn thì cũng là độ dày chữ. Cũng tương tự thôi. Cho nên là đối với bài 16 này thầy không làm nhé. Các bạn sẽ
nhìn cách người ta làm và mình làm. Rồi bài 16 thì thầy không làm. Các bạn cứ làm giữ trong máy của mình đi. Khi nào mà thầy cần thì thầy yêu cầu các bạn mở ra thì thầy chấm điểm thôi. Cho nó nhanh. Cứ làm bài 15, bài 16 rồi lưu trong một cái thư mục của con 1071. Lưu sẵn ở bên trong đó. Được chưa? Trên Zalo.